Ví dụ hai.
Ví dụ 2, các bạn có cái tập luật như sau, giả thiết. Có giả thiết và kết luận các bạn tìm.
Ví dụ 2 nào, ai làm rồi nào? Bạn nào làm xong ví dụ 2 thì làm cái ví dụ 3 này đi. Cô em hỏi một chút ạ.
Hai luật khác nhau thì thay giả thiết, đúng rồi, hai luật khác nhau thì thay, thì thay giả thiết biến khác nhau được, cứ miễn là giá trị đúng là được.
Ví dụ 2 nhé. Các bạn sẽ có phép ngắn trị như sau. Có hai phép ngắn trị. Và các bạn sử dụng hàm lọc để các bạn lấy ra các cái bước thứ nhất thì chưa tìm được, nhưng bước thứ hai thì kết luận thuộc trung gian cho nên là suy diễn kết thúc. Ví dụ 3 nào.
Nếu không kịp làm thì thôi mình chuyển sang phần suy diễn lùi trong logic vị từ nhé, không kịp. Các bạn có cái bài kia rồi mình sẽ chữa sau vậy. Suy diễn lùi thì các bạn có tương tự như đối với suy diễn lùi trong logic mệnh đề, nhưng mà các bạn phải tìm ra một cái phép đoán trị. Các bạn giống như đối với lại suy diễn tiến trong logic vị từ, đã là logic thì vị từ thì bao giờ các bạn cũng phải tìm ra một cái phép đoán trị tương ứng. Đối với suy diễn lùi thì các bạn nhớ là luôn luôn tìm một cái luật mà từ cái luật đấy đi từ, mà nó có cái phần bên phải bên bên nó suy ra được đích và từ đấy thì lấy cái đích mới. Thế thì thuật toán giống hệt như cũ. Chỉ có là thêm phép đoán trị thôi, các bạn làm cho cô cái ví dụ đầu tiên. Cái ví dụ đầu tiên lúc nãy ấy, đối với suy diễn tiến ấy, thì bây giờ các bạn làm với suy diễn lùi cho cô.
Làm cho cô cái bài đầu tiên bằng suy diễn lùi với logic vị từ đi.
Bạn nào làm được rồi? Làm được rồi, gửi đến đây cho cô xem nào. Tô hết rồi nhở, làm cho cô cái suy diễn lùi đi của cái bài đầu tiên đi. Ta làm đúng rồi đấy. Các bạn sẽ có là các bạn lấy thức ăn táo ra, các bạn thực hiện cái phép án trị và sau đó thì các bạn có đích bằng rỗng cho nên suy diễn kết thúc táo là thức ăn được là được chứng minh. Các bạn làm cho cô tiếp ví dụ 2 đi nào.
Hoa đâu rồi, làm được chưa? Chưa diễn lùi mà. Tại vì mấy bài này cô chưa đánh máy nên mà các bạn mà không làm cô ngồi đánh máy lâu lắm. Biểu diễn tri thức bằng vật sinh, ưu điểm thì nó dễ, nó gần gũi với người dùng hơn. Nhược điểm của nó thì các bạn biết là nó khi mà cơ sở tri thức lớn thì nó sẽ làm giới hạn cái khả năng tìm kiếm của cái chương trình điều khiển. Và nhiều hệ thống thì sẽ gặp khó khăn cho việc đánh giá dựa trên luật sinh cũng như khó khăn khi suy diễn trên luật sinh. Đây là một số những cái lập luận tiến và lùi thì các bạn thấy là ví dụ như người ta có các cái tập luật như thế này và người ta yêu cầu các bạn là sử dụng suy diễn tiến để ví dụ như một em bé quan sát có một con vật nó thỏa như nó có những cái thông tin như thế này thì xem hỏi xem rằng cái con đấy nó là cái con gì. Nó còn lại là ví dụ như là lùi thì khi mà bộ nhớ chứa được những cái sự kiện này thì người ta đưa cái em bé đưa ra con đấy là con đà điểu thì chứng minh là xem cái đấy cái thông tin em ấy đưa ra đúng hay là sai. Hoặc là chẩn đoán xe hơi. Thế thì cái gì ở đây hôm nay, tại vì mình còn một vấn đề nữa, đó là các bạn sẽ thi cái gì? Cái bài này các bạn đã làm chưa? Các bạn sẽ thi thi thì có thi giữa kỳ và cuối kỳ. Thế thì bây giờ là tuần sau sẽ học luôn block 2 mà sẽ không thi luôn mà lại phải học luôn block 2, cho nên là cô sẽ cứ giao bài về nhà, cô sẽ giao ra cho các bạn biết là thi cái gì, còn sau đó mình quay trở lại trường học. Thì lúc đấy cũng có thể chưa biết được là nhà trường sẽ đưa ra cái kế hoạch thi cụ thể như thế nào. Thế thì ở đây các bạn có là thứ nhất là giữa kỳ các bạn sẽ có thi về phần không gian trạng thái, thì trong đó có các thuật toán tìm kiếm rộng sâu, sâu dần và leo đồi. Toàn bộ phần đồ thị và hoặc thì có tìm kiếm rộng sâu và tìm kiếm cực tiểu. Thế còn lại là cái bài toán trò chơi, các bạn còn nhớ cái bài toán trò chơi Nim hay là Dodogen ấy. Thì đối với những cái bài toán trò chơi đấy thì các bạn phải triển khai được cái không gian bài toán ra. Khi có không gian bài toán rồi thì mình có thể áp dụng một trong những cái thuật toán nào đó để làm. Và giải thuật min-max, đấy là giữa kỳ. Cuối kỳ thì các bạn sẽ có Vương Hạo hoặc là Robinson đối với logic mệnh đề, suy diễn tiến hoặc là suy diễn lùi đối với logic mệnh đề, và không gian trạng thái thì sẽ có cực tiểu và cực tiểu với tri thức bổ sung. Thì Robinson các bạn sẽ có, hoặc cái câu cuối cùng có 4 câu. Câu cuối cùng là Robinson hoặc là suy diễn tiến hoặc là suy diễn lùi đối với logic định từ. Thế thì tại sao lại còn kiểm tra không gian trạng thái? Ở đây cô cho cái câu kiểm tra không gian trạng thái ở đây là để mục đích là giúp cho các bạn gỡ điểm. Vì cái câu này nếu như các bạn làm nó chỉ có vài dòng, đối với câu này các bạn làm đúng các bạn mà thường cô sẽ để cho các bạn được 3 điểm cái câu này. Thế thì với câu 3 điểm này thì nếu như mà điểm quá trình được khoảng 7 điểm thì các bạn sẽ qua môn, cho nên là cô thường là cô sẽ để một cái câu để các bạn có thể gỡ được chắc chắn. Thế nhưng mà cái phần logic mệnh đề thì các bạn nhớ là lúc mình thi nó không hề, đề nó không giống như là ví dụ của mình hầu như cô đã cho các bạn ở dưới dạng chuẩn rồi. Và ví dụ của mình và trong bài thi thì nó chưa phải ở dạng chuẩn, các bạn phải chuyển hóa nó về dạng chuẩn. Ví dụ đây này các bạn, ví dụ như các bạn làm cho cô cái bài 1 này này, bằng suy diễn tiến và suy diễn lùi bằng Vương Hạo và Robinson. Thế thì bây giờ nếu như trong trường hợp này, nếu mà làm bằng suy diễn tiến thì các bạn làm như thế nào? Và nhanh chóng làm cho cô cái này bằng suy diễn tiến, 10 phút sau cô sẽ chữa cái bài 1 này.
Đâu rồi? Làm xong chưa được cô chữa nào? Có muốn chữa cái bài một này không? Không ai làm à? Ô đội này lạc trôi đâu hết đấy nhỉ? Thế không làm bài à? Đông làm chưa? Chưa ra. Trời ơi, có cái gì mà chưa ra? Hiếu làm chưa? À, Hiếu, mỗi hôm thấy có làm hôm nay đâu rồi? Trời ơi, sao mày bước ba được? Có bài có 5 bước thôi, bước ba sắp ra đến nơi rồi còn gì? Nhanh nó, có chữa rồi còn ăn cơm chứ không định ăn cơm à?
Cô xem của Hiếu xem nó đã được chưa nhá. Chưa đúng. Có chuyển giao thì rằng chuẩn nhưng thiếu rồi Hiếu ạ. À, em viết của cô bị thiếu luật rồi. Nó có đến 9 luật cơ. Em viết thiếu luật rồi. Trong lúc phân giáo và tách hợp luật em đã làm ăn bớt nó đi rồi. Phương pháp thì đúng nhưng mà đang biến đổi, đang chưa được. Bài toán thì chắc chắn được chứng minh rồi nhưng mà em ăn bớt luật đi cho nên nó thành ra là nó sẽ khác đấy. Đầu tiên các bạn phải chuyển nó toàn bộ về dạng chuẩn đã. Và đây là phép biến đổi để chuyển về dạng chuẩn này. Và khi đi thi thì toàn bộ các phép biến đổi này các bạn phải viết hết vào. Và lúc này mình sẽ có tất cả là sao của Hiếu cũng là 7 luật, của cô cũng là 7 luật à? Thế sao của em cô lại thấy thiếu luật nhở? Thiếu cái FGH suy ra y. Cái đầu tiên các bạn nhìn thấy con sinh ra được con A và C, con từ A và C thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ sinh ra là R6. Con sắt này sẽ bằng R6 này.
R5, R6, R7, R8. Đúng rồi, của Hiếu thiếu một luật thật. Giống cô lúc đầu đó, lúc đầu cô cũng làm thiếu mất một luật. Đây phải sự y. R1. Đây, bạn nào chưa làm được thì các bạn xem cách làm nhé. Mình có tất cả ở đây là 8 luật. Cái thứ tự của các bạn có thể sẽ không giống của cô, bởi vì ở đây hôm lúc đầu cô quên mất cái luật R8 này cho nên cô viết thiếu. Thế sau đó thì các bạn lấy được con R5 ra. Con R5 thì các bạn có được, sau đó các bạn tìm được sát tiếp tục vào R6, R7, tìm được R7 này, tìm R4 này. Sau đó cuối cùng sát là R2, R8 và các bạn sẽ suy ra được là Y thuộc trung gian và bài toán được chứng minh. Thế thì đi thi nó, các bạn nhìn thấy nó chỉ có vài dòng như thế này thôi, nhưng quan trọng là mình phải biết cách làm thôi. Thế còn lại thì các bài tập lớn thì chia theo nhóm, các bạn cứ chọn một nhóm 3 người và nhớ ghi rõ nhóm trưởng ra như là bạn nào. Bài tập lớn thì sau 4 tuần cô sẽ thu cái bài tập lớn và đường link để nộp bài tập lớn cô cũng đã gửi cho các bạn rồi. Còn lại thì bài tập mà để miễn thi ấy, thì cái bài đấy là sẽ không làm theo nhóm và sẽ chỉ làm cá nhân thôi. Thì bạn nào mà lập trình tốt các em có thể tìm hiểu được các em làm. Và cái phần nếu mà đã được miễn thi thì cô sẽ kiểm tra rất là kỹ, cho nên là vì thông thường nếu như mà đã kiểm tra mà ổn thì thường sẽ được điểm A rồi. Cho nên là các bạn lưu ý. Và các bạn đã làm bài tập thêm thì các bạn vẫn phải làm bài tập lớn, bởi vì chưa chắc các bài tập thêm mới đã được chấp nhận. Trong trường hợp mà nhiều khi là các bạn copy của nhau hay các bạn lấy từ cái nguồn nào đó mà các bạn không hiểu thì cô cũng sẽ không cho điểm đâu. Các bạn chép xong cái bài này đi rồi nghỉ đi.